Trước đây nhỏ của các bác đây là hai chiếc Odom. Và hôm nay em sẽ so sánh và phân biệt cho các bác Odo đời 30 sẽ có âm thanh như thế nào và thiết kế như nào, và Odo đời 54 sẽ có âm thanh và thiết kế như nào các bác nhé. Cả hai chiếc đều sở hữu thiết kế thùng bè vân đu. Chiếc Odo 30 nằm ở bên phía tay trái của các bác, và chiếc Odo 54 thì nằm bên phía tay phải của các bác. Cả hai chiếc đều được thiết kế rất là cao cấp và cực kỳ đẹp. Đặc biệt là chiếc Odo 30 thiết kế chùm quả nổi, nhưng ngược lại chiếc Odo 54 lại thiết kế chùm quả được chạm trổ chìm trên nền thùng luôn. Và bây giờ em sẽ đi sâu để các bác có thể tìm hiểu kỹ hơn. Em sẽ mở hộp chiếc 54 trước các bác nha. Các bác nhìn này, thương hiệu Odo luôn là một thương hiệu nổi tiếng và đem lại cho các bác những thứ cực kỳ hoàn hảo. Tay có zin này, sở hữu một củ gông này, củ gông 101 các bác nha, 7 thép 1 đồng, sở hữu bộ máy 3 vách hoa dâu. Các bác nhìn này, bộ máy cực kỳ tuyệt vời phải không ạ? Thành bắt chống máy còn này, tất cả mọi thứ còn nguyên. Kim đặc trưng của đời 54. Và sang chiếc thứ hai, đó là chiếc Odo 30. Các bác nhìn này, thiết kế thùng bè đây, trùng quả đây, cực kỳ đẹp luôn. Và cũng đi vào phần bên trong luôn. Tất nhiên rồi, các bác nhìn này, tất cả phụ kiện còn đầy đủ hết nhá. Tay có zin này, các ốc chốt còn nguyên này. Sở hữu một bộ gông nòng máng đặc trưng, gần như là trên chiếc 30 nào cũng có các bác nha. Bộ gông nòng máng đồng này, bộ máy 3 vách trơn này, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Thanh bắt chống máy còn nguyên. Và chiếc 30 này thì em không nhầm thì đây là một chiếc thùng của thương hiệu Kajik, là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về sản xuất những chiếc đồng hồ đẹp. Để các bác không phải đợi lâu, em xin phép thử luôn tiếng chuông của chiếc 54 trước để các bác được thưởng âm. Hai giờ hai tiếng các bác nhé. Một âm thanh cực kỳ là hay và du dương của đời 54. Và tiếp theo em sẽ thử tiếng chuông của đời 30 để các bác thưởng âm và nhận xét. Hai giờ cũng điểm hai tiếng các bác nhá. Một âm thanh cực kỳ tuyệt vời của hai chiếc Odo. Theo nhận xét chung thì thương hiệu Odo luôn đem lại cho các bác những âm thanh cực kỳ là du dương và ngân nga. Và cả hai đời thì đều sở hữu tiếng chuông như này. Như các bác vừa nghe, du dương có, ngân nga có. Nhưng mỗi chiếc thì sẽ mang một âm thanh đặc trưng riêng của từng đời các bác nhá. Đời 54 và đời 30. Theo em được nhận xét thì đời 54 thì tiếng chuông nó sẽ thiên về là trầm ấm và nó trong thanh hơn. Còn ở bên đời 30 thì bộ gông đồng nòng máng thì chắc chắn sẽ cho các bác bộ âm thanh cực kỳ là trầm ấm và cực kỳ là ngân vàng rồi. Rồi, em xin phép đóng thùng lại để các bác ngắm nhìn sơ qua một lần nữa vẻ đẹp của hai chiếc đồng hồ Odo nhập Pháp mà đến đồng hồ vang vọng mới sưu tầm. Cực kỳ tuyệt vời các bác. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ vang vọng.